Đây là chiếc Forerunner XL phiên bản thấp nhất của các cái dòng xe Forerunner đang bán tại thị trường Việt Nam. Và khi mà qua tay chúng tôi độ nó lên thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy. Nhìn nó không còn nhận ra đây là chiếc Forerunner XL nữa. Tôi sẽ đi một vòng để cho quý vị anh chị. Con này chúng tôi độ cực kỳ nhiều từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Tôi sẽ quay ở phía bên ngoài xe trước để cho quý vị anh chị cùng xem. Về nguyên bản chiếc Forerunner XL thì nó không có được như thế này đâu. Không có bậc lên xuống, không có cản sau, la răng thì la răng thép. Đấy, thế nhưng mà với chiếc này chúng tôi độ lên thì nó đầy đủ hết và nó nhìn nó chất hơn cả các cái bản đổ đang bán tại thị trường nữa. Đó là toàn bộ ở phía bên ngoài xe. Ở đầu xe thì chúng tôi đã thực hiện là thay cái mặt ca lăng bằng một mặt ca lăng có chữ For rất là to ở chính giữa. Với hệ thống đèn thì vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên, chỉ thêm các ốp mạ chrome cho nó nổi bật hơn thôi. Ở phần bánh xe thì quý vị thấy đây, chúng tôi đã nâng cấp từ la răng thép nguyên bản của chiếc xe lên thành la răng 18 inch của dòng Forerunner Wycheck. Đây quý vị nhìn thấy, đây là la răng của Wycheck và đi kèm với nó là dàn lốp của Kumho, lốp rất là dày luôn. Đây xem lại thông số, quên mất thông số của cái lốp này rồi. Lốp này là lốp 285 65R18, cực kỳ dày và đi cái lốp này thì êm lắm ạ, êm lắm quý vị. Đấy quý vị nhìn thấy đây, cái bản lốp này nó to, nó dày như thế này, đi cực kỳ sướng luôn. Đó là phần lốp xe. Còn ở phần bên hông thì thêm bậc lên xuống giống như XLS thôi. Đấy, các cái chi tiết tay nắm cửa thì ốp hõm cửa để cho nó khỏi xước. Ở phần đằng sau xe, ở phần đằng sau thì quý vị nhìn thấy độ chúng tôi độ nắp thùng thấp và cản sau cản sắt với cái cản này. Đây là chúng tôi độ cái cản sau của xe, như quý vị thấy khi mà lùi thì có thêm hai cái bóng led ở đằng cản để tăng cái ánh sáng để lái xe mình dễ nhìn hơn. Đây là cản sau. Mẫu cản này chúng tôi bán rất là chạy vì nó nhìn nó khá là đẹp và nó chi phí nó cũng không quá đắt đỏ. Đây, và ở đằng cản này thì lắp cái camera. Cái camera này mới là cái hay này. Một lát nữa vào trong xe thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Quý vị nhìn bộ camera với màn hình này kết luôn. Đó, như vậy là toàn bộ ở phía bên ngoài xe đã thay đổi hoàn toàn. Không còn nhận ra đây là con Forerunner XL nữa. Mặt ca lăng này, dàn lốp, cản sau, nắp thùng. Nhìn nó chất cực kỳ luôn. Đó, và đó là bên ngoài thôi, còn bên trong còn hay ho nữa quý vị nhá. Và bây giờ thì tôi mời quý vị cùng xem bên trong chúng tôi độ những cái gì ạ. Là hệ thống điều khiển xe thì quý vị có thể thấy với Forerunner XL không được trang bị chìa khóa điện và chúng tôi đã độ lên là bộ đề nổ start stop, đề nổ bằng nút bấm và đề nổ thông minh từ xa bằng chìa khóa. Đấy, đây, chìa khóa quý vị có thể nhìn thấy giống y hệt con Explorer. Và bây giờ tôi sẽ thao tác để nổ xe luôn. Khóa này, giữ phím X này. Đấy, và OK. Đấy, và đã để nổ bằng chìa khóa. Thông minh cực kỳ luôn, như xe sang luôn. Và tắt đi thì cũng đơn giản thôi, giữ. Đấy, đó là để nổ xe. Và chưa hết đâu quý vị ạ, với chiếc xe này chúng tôi còn độ thêm một món này rất là kỳ quái luôn. Đó là cái hệ thống là mở cửa bằng mã số không cần chìa khóa. Đây tôi sẽ thực hiện cho quý vị xem. Cái bộ mã thì chúng tôi gắn ở trên kính lái. Ôi rồi, đây ạ. Đấy,
Đây, trên kính lái nếu như mà mình không cầm chìa khóa, mình có thể bấm bấm mã số này để mình mở cửa xe được. Chơi rất là chơi luôn. Chiếc Ranger XL như xe sang luôn. Ok, đó là toàn bộ phần phía bên ngoài xe. Và bây giờ vào trong. Trong mình là hay. Ở trong thì quý vị có thể thấy độ bộ ghế da hàng xịn luôn, da công nghiệp loại 1 luôn, rất là mềm, chắc chắn. Đây, đấy là trong xe. Ghế nỉ lên ghế da đằng trước. Rất tiếc là khách hàng này họ không độ ghế điện, chứ độ lên ghế chỉnh điện nữa thì nhất luôn. Đấy, ở trong. Và cái quan trọng nhất là cái màn hình và hệ thống camera lùi vô cùng nét luôn. Đây, chúng tôi vào trong xe và thực hiện đề nổ bằng nút bấm start top. Đấy, đề nổ bằng nút bấm. Và cái hay ho nhất tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó là bộ màn hình này. Bộ màn hình đã được chúng tôi trang bị trên lên chiếc Ranger XL này. Và màn hình này quý vị có thể thấy độ nét cực kỳ cao luôn. Độ nét cực cao. Hãng này là hãng gì? Bravo. Và với cái màn hình này thì được trang bị, chúng tôi trang bị trên màn hình này với đầy đủ các tính năng. Đây là màn hình Android, đầy đủ các tính năng như là nghe nhạc, xem phim, rồi gắn sim, giải trí online. Bật cho anh cái điều hòa nóng quá. Số 1 thôi. Đấy, đối với cái màn hình này. Và quan trọng là cái hệ thống camera của xe thì được trang bị là camera, một camera trước này, tích hợp luôn hai camera, camera trước và camera lùi. Em lùi cho anh. Ui dồi ôi quý vị, nhìn thấy chưa ạ? Nét cực kỳ luôn. Nét như tivi luôn. Đây. Đấy, quý vị thấy chưa? Cực kỳ nét luôn ạ. Đấy, cái để mà lên được cái bộ màn hình này thì nó phải rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái mắt cam phải là mắt cam xịn, góc nhìn rất là rộng và rất là nét, kèm với cái màn hình này độ phân giải cao nữa. Đấy, quý vị nhìn thấy, nét cực kỳ nét luôn. Em cho anh cái cam trước. Đây, quý vị thấy chưa ạ? Nó là siêu nét luôn, nó là full HD luôn. Đấy, đây là cái camera trước. Thì với cái màn hình này chúng tôi tích hợp là camera trước và camera sau, cực kỳ là nét và lại rất thông minh nữa. Ngoài ra trên màn hình này thì nó rất là nhiều các tính năng như là giải trí này, YouTube này, gắn sim, rồi bản đồ định vị Google Maps, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Đó, đó là cái hình ảnh, cái video clip chúng tôi phát từ YouTube lên trên cái chiếc màn hình này. Thì quý vị thấy nó sao ạ? Nó quá là nét luôn. Cái nhu cầu giải trí của mình dành cho hành khách ngồi trên xe, cho gia đình mình. Thì đấy, mình xem những cái đoạn clip này trên cái màn hình này. Thì như thế thì nó mới là đã, như thế nó mới là thích quý vị ạ. Đấy, nó rất là nét và quá là ok luôn. Chưa hết. Đây là cái video clip thôi. Còn một thứ nữa tôi nghĩ là quý vị cũng sẽ rất là thích ở trên chiếc xe này, ở trên chiếc màn hình này. Như vậy vừa rồi thì tôi vừa gửi tới quý vị anh chị một cái mẫu xe Ranger XL độ lên full như thế này. Đấy, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, thay mặt ca lăng này, thay la răng, thay bậc lên xuống, cản sau, nắp thùng, màn hình Android, đầy đủ các thứ tiện nghi. Và với chiếc xe này thì nó không thua gì một chiếc xe bản đủ cả. Và nếu như quý vị anh chị đang có nhu cầu mua xe Ranger XL mà muốn XL, mà muốn độ lên như thế này, thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại tôi để trên màn hình video. Và tôi sẽ báo giá trực tiếp cho quý vị anh chị. Và cam kết là đồ thì là đồ xịn và giá thì luôn luôn là rẻ nhất. Ok, cảm ơn quý vị chị đã xem video.